Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 369 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói, miệng Thái Nhất Thiên Quân lúc bấy giờ bảo không tổn thương hòa khí, nhưng giờ phút này gã dốc hết sức ra ứng đối, không có vẻ gì là hiền lành cả. Thái Nhất Thiên Quân uẩn những mạnh mẽ, một kích khủng bố, Giang Nam và vạn vật đạo tổ rung động, ánh mắt nhìn Thái Nhất Thiên Quân tràn ngập kính nể, không còn chút gì khinh thường. Thái Nhất Thiên Quân là đạo chủ của thời đại chưa sinh ra đã bị hủy diệt, gã có vốn liếng để kiêu ngạo. Không chỉ thế, Thái Nhất Thiên Quân chưa từng bị tiên đạo hạn chế, bây giờ là thời đại tiên đạo. Muốn chứng đạo đạo quân cần hoàn thiện 3.000 đại đạo. Mặc kệ ngươi được mấy ngàn đại đạo, trong 3.000 đại đạo cứ suy một ra ba, lĩnh ngộ hoàn chỉnh 3.000 loại, hoàn thiện xong mới có khả năng chứng tiên đạo, thành tựu trình độ đạo quân. Sở trường của Thái Nhất Thiên Quân là không cần chứng tiên đạo, chỉ cần bản thân chứng đạo đã thành tựu đạo quân. Nếu đế thân tôn thân cũng chứng đạo quân là 3 chứng một thân, 3 lần chứng đạo quân. Có thể tưởng tượng thành tựu của Thái Nhất Thiên Quân kinh khủng nhường nào. Vạn vật đạo tổ gật gù thầm nghĩ. Đây là một người che giấu thực lực thật lâu, khi bùng nổ thì trở long đất lở. Tuy nhiên muốn thắng Huyền Thiên còn thiếu chút lửa. Với thực lực của Thái Nhất đủ buộc Huyền Thiên lấy ra bản lãnh thật rồi. Khi đó ta biết điểm yếu của Huyền Thiên ở đâu, đánh bại hắn ngay. Thái Nhất Thiên Quân không lấy ra pháp bảo nào, chưa từng dùng đế tôn ấn, gã dựa vào đạo và pháp. Không phải Thái Nhất Thiên Quân quang minh lỗi lạc, đương thời tính về pháp bảo thì không ai vượt qua được Giang Nam. Hắn có Đinh Thiên Nguyên Thung, uy lực mạnh nhất trong 10 chí bảo tiên đạo, có tiên thiên pháp bảo Hỗn Độn Thiên Cung, sử dụng pháp bảo trước mặt Giang Nam càng thua nhanh hơn. Chẳng bằng dùng đạo và pháp so tài với Giang Nam, với trình độ tâm cao khí ngạo của hắn sẽ không sử dụng pháp bảo, vậy mới có cơ hội thắng hắn. Giáo chủ, chiêu này của ta tên là Tam Nguyên, ngụ ý ba kỷ nguyên. Thái Nhất Thiên Quân đứng dậy, khí thế hùng dũng. Đế thân cùng tôn thân và bản thể toát ra khí thế lay động Đại La Thiên. Các tồn tại cường đại trong tiên giới, ma giới cảm ứng được ba khí thế kinh người này. Thái Nhất Thiên Quân cười nói. Hai vị sư tôn đế và tôn của ta đều là nhân vật tuyệt đại. Nếu không phải tính ra cùng một thời đại thì bọn họ đã trở thành chủ một kỷ nguyên rồi. Cho nên ta chia công pháp của bọn họ làm một ký, công pháp của ta là một ký. Vì vậy chiêu này gọi là Tam Nguyên. Giang Nam cười gật đầu, vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Giang Nam cười nói, Thái Nhất đạo hữu, mời ra tay. Ba thân của Thái Nhất Thiên Quân chiến ý ngút trời, bá đạo không gì sánh được, mặt vẫn treo nụ cười. Giáo chủ, chúng ta chỉ so chiêu, không tổn thương hòa khí. Thái Nhất Thiên Quân chưa dứt lời, đế thân cùng tôn thân bản thể đã tấn công. Ba luồng công kích như biến thành ba đại đạo kỷ nguyên khác nhau, tụ tập thành một kích Tam Nguyên. Đại đạo linh quang biến thành thần thông đạo pháp vô tận. Vô số thần thông đạo pháp vô tận dung hợp thành một chuyển hóa ba kỷ nguyên. Ba kỷ nguyên bay hướng Giang Nam như ba điểm sáng. Giang Nam vẫn ngồi yên, vô số linh quang bất diệt tụ tập ở trước người, biến thành các minh kính lơ lửng. Các mặt minh kính chồng lên nhau, khoảng cách giữa mỗi mặt chỉ có 3 tấc. Mấy chục minh kính bằng linh quang bất diệt tụ tập che ở trước mặt Giang Nam. Bùm 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 bùm. Một kích Tam Nguyên của Thái Nhất Thiên Quân xuyên qua các minh kính, nhanh chóng đến gần Giang Nam, liên tục xuyên thấu 30 minh kính thì hao hết uy lực. Công kích đi tới mặt kính cuối cùng thì vỡ nát. Giang Nam cười nói, Thái Nhất đạo hữu, không tổn thương hòa khí. Thái Nhất Thiên Quân định nói mấy câu đỡ quê, đột nhiên minh kính trước mặt Giang Nam có 3 điểm sáng bắn ra, xuyên thấu 30 mặt kính. Mỗi khi xuyên qua một mặt kính là uy lực đốm sáng mạnh hơn một phần.
Khi đến mặt kính tiên thiên bất diệt linh quang thứ 30, ba đốm sáng đã thành thần thông càng mạnh mẽ hơn một kích tam nguyên của Thái Nhất Thiên Quân. Thái Nhất Thiên Quân kinh kêu lên: "Một kích tam nguyên của ta!" Ba đốm sáng nội uẩn vô số thần thông đạo pháp, như chứa ba kỷ nguyên trong đó, giống y như một kích tam nguyên của Thái Nhất Thiên Quân, thế nhưng nguyên lực thì mạnh mẽ hơn gã vận dụng. Ba đốm sáng đánh vào đế thân, tôn thân, bản thể của Thái Nhất Thiên Quân, làm cho ba thể rung mạnh, hộc máu, khung xương vang lên tiếng rôm rốp. Trong khoảnh khắc, vỡ mất bao nhiêu là xương cốt. Đế tôn ấn bay lên, treo cao trên đỉnh đầu ba thể, uy lực đè xuống, phát huy lực lượng thiên quyền, thiên uy, thiên lực đến tột đỉnh. Tiêu hao uy lực một kích tam nguyên, rốt cuộc Thái Nhất Thiên Quân đứng vững tại chỗ. Thái Nhất Thiên Quân vô cùng rung động. Một kích tam nguyên của gã tuyệt thế vô song, sẽ không có ai cùng lĩnh ngộ ra chiêu tương tự. Thế nhưng Giang Nam thi triển một kích tam nguyên đánh Thái Nhất Thiên Quân bị thương. Trên đời này được truyền thừa của đế và tôn, chỉ có đệ tử của đế và tôn. Cùng tu luyện hai truyền thừa thì chỉ có một mình Thái Nhất Thiên Quân. Đại đạo bản thể Thái Nhất Thiên Quân là đại đạo của thời đại chưa tính ra, đã bị hủy diệt, không ai học được. Thái Nhất Thiên Quân biết Giang Nam tinh thông các loại tiền sử đại đạo, nhưng hắn có thông huyền, tạo hóa thần thông cũng không học được đại đạo của Thái Nhất Thiên Quân. Thế nhưng một kích tam nguyên trong tay Giang Nam còn tinh diệu hơn Thái Nhất Thiên Quân, làm gã bị đả kích mạnh. Một kích tam nguyên đúng là tinh diệu, bản thân Thái Nhất đạo hữu cũng không chịu nổi. Giang Nam ung dung nói: "May mắn ta sắp đến cảnh giới phá hết mọi thời đại, ngược dòng nguyên thủy, nếu không cũng hơi khó đỡ một chiêu của đạo hữu." "Vạn vật đạo hữu à, có nhìn ra được cái gì không?" Biểu tình của vạn vật đạo tổ vẫn ung dung, hắn cao giọng quát: "Nguyên thủy đại đạo của ngươi chưa được viên mãn, cần nhờ 30 bất diệt minh kính khám phá huyền bí một kích tam nguyên của Thái Nhất đạo hữu. Nếu ngươi không nhờ những minh kính này mà vẫn khám phá ra, thì ta mới khâm phục khẩu phục, sẽ xoay người đi ngay. Ngươi không khám phá được, chứng minh ngươi có điểm yếu, không phải là vô địch. Ta mạnh hơn Thái Nhất sẽ không cho ngươi có cơ hội lần mò ra ảo diệu thần thông đại đạo của ta. Vì vậy ta có cơ hội đánh bại ngươi." Vạn vật đạo tổ nhìn Thái Nhất Thiên Quân mỉm cười nói: "Thái Nhất đạo hữu, tuy ngươi chưa buộc huyền thiên giáo chủ sử dụng bản lĩnh thật, thế nhưng thăm dò ra điểm yếu của hắn, có công với ta, xin đa tạ." Thái Nhất Thiên Quân hừ mạnh, kiềm nén vết thương, lên tiếng hỏi: "Vạn vật đạo hữu định ra tay ra sao đây?" Mắt của vạn vật đạo tổ lóe tia sáng, suy nghĩ cách khắc địch, chế thắng. Tuy vạn vật đạo tổ nhìn ra chỗ khiếm khuyết của nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, nhưng hắn biểu hiện làm cho gã rất giật mình, gã hết hồn. Thái Nhất Thiên Quân thi triển một kích tam nguyên, ẩn chứa lĩnh ngộ suốt đời gã. Trong đó có một loại đại đạo chưa từng xuất hiện trên đời, Giang Nam tuyệt đối không gặp bao giờ. Giang Nam không thể nào trong thời gian ngắn hiểu thấu đại đạo này rồi lấy răng trả răng đối phó ngược lại Thái Nhất Thiên Quân được. Nhưng Giang Nam thật sự đã làm được. Tiên thiên bất diệt linh quang biến thành minh kính 31 mặt, 30 mặt trước tìm hiểu đại đạo, đạo lý vô tận chứa trong một kích tam nguyên, khi xuyên thấu 30 minh kính. Chờ một kích tam nguyên hao hết uy lực, đụng vỡ minh kính cuối cùng, thì Giang Nam sao chép hết đạo và lý chứa bên trong đó, thậm chí là thần thông đạo pháp, dùng cùng một chiêu đánh cho bị thương Thái Nhất Thiên Quân. Đây là thủ đoạn khủng bố biết mấy. Nhưng điều này cũng có nghĩa là nguyên thủy đại đạo của Giang Nam không được hoàn mỹ. Ánh mắt vạn vật đạo tổ rất sắc bén, cáo già, nhìn ra được 30 minh kính, nhìn như mỏng manh, một kích đâm thủng, thế nhưng thật ra bên trong kính có không gian vô hạn, cấu tạo rất phức tạp. Mỗi khi một kích tam nguyên xuyên thấu một mặt minh kính, sẽ xuyên qua không gian trong kính, va chạm vô số lần với cấu tạo phức tạp, chứa uy lực trong minh kính. Bởi vì số lần va chạm rất nhiều, nên một kích tam nguyên của Thái Nhất Thiên Quân mới bị Giang Nam tìm hiểu thấu suốt. 30 mặt kính đủ cho Giang Nam lĩnh ngộ rõ ràng mọi mặt một kích tam nguyên. Điều này lộ ra năng lực lĩnh ngộ cường đại, siêu khủng bố của Giang Nam, cũng chứng minh nguyên thủy đại đạo không hoàn chỉnh. Nếu Giang Nam tu luyện đến trạng thái lý tưởng thì không cần dùng 30 minh kính, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu mọi thứ. Khi đó đại đạo hay thần thông gì không còn có chút bí mật với Giang Nam. Giang Nam nương nhờ 30 minh kính
nghĩa là hắn còn xa mới đến trạng thái hoàn mỹ. Vạn vật đạo tổ nghi ngờ, không ai có thể đạt đến trạng thái hoàn mỹ kia. Nếu đến được trạng thái đó, có lẽ đã là tận cùng đại đạo. Vạn vật đạo tổ hít sâu, thái cực đạo bào dần sáng rực. 93.000 đại đạo trong người hiện ra chui vào đạo bào. Khác với lúc vạn vật đạo tổ rằng co cùng Thái Nhất Thiên Quân, khi đó gã chỉ lấy đạo bào ra chứ chưa sử dụng 3.000 đại đạo mình có được. Vạn vật đạo tổ cũng ẩn giấu thực lực, bây giờ đối diện với Giang Nam, gã định sử dụng hết sức mạnh. Lần này không đấu liều mạng nên vạn vật đạo tổ không dùng tiên thiên pháp bảo, tiên thiên quyền trượng, gã dùng là thần thông đạo pháp. Biểu tình Thái Nhất Thiên Quân trầm trọng quan sát vạn vật đạo tổ ra tay. Giang Nam là đối thủ của gã, vạn vật đạo tổ cũng là cường địch. Lần này là cơ hội tuyệt vời cho Thái Nhất Thiên Quân được thấy bản lĩnh của hai kình địch mạnh đến đâu. Thái cực đạo bào của vạn vật đạo tổ chưa được vận dụng vẫn gián sát người gã. Thái Nhất Thiên Quân chỉ hoàn thành 7-8 phần của 3.000 đại đạo, còn vạn vật đạo tổ thì đã luyện thành 3.000 đại đạo đến viên mãn. Vạn vật đạo tổ có nội tình hơn xa Thái Nhất Thiên Quân, dù gì cũng từng sống qua 9 thời đại thánh đạo, sa môn, cự linh, hồn nhân, thần, yêu, ma, chú. 9 thời đại đều chứng đạo quân. Cường giả luyện cơ thể thành tiên thiên linh bảo, hoàn thiện 3.000 đại đạo không quá khó khăn cho vạn vật đạo tổ. Thực lực vạn vật đạo tổ vượt qua Thái Nhất Thiên Quân rất nhiều lần. Tiên thiên bất diệt linh quang trong thái cực đạo bào thoát ẩn, thoát hiện, nhưng vẫn giám sát trên người vạn vật đạo tổ, chưa vận dụng nó. Thái cực đạo bào có thể xem như một pháp bảo, nhưng vạn vật đạo tổ không giống với Giang Nam, luyện chế đại la thiên, lô bồng, không tiếc tiêu tốn các loại tài liệu. Thái cực đạo bào chỉ được luyện chế sơ sơ, chủ yếu dùng đại đạo biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Dù vậy, nhưng khi sử dụng thái cực đạo bào, vẫn phát huy ra uy lực cực độ, khoác lên người, không ảnh hưởng năng lực. Vạn vật đạo tổ làm như vậy là khác với lẽ thường. Thái Nhất Thiên Quân nhìn tình hình đó thì rất ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra. Thái Nhất Thiên Quân nhỏ giọng nói: thật lợi hại, vạn vật đạo tổ không uổng là người sống qua 9 kiếp mà, đúng là hơn ta. Chiêu này không thua gì pháp thân đạo quả hợp nhất của Huyền Thiên giáo chủ. Đây cũng là pháp thân đạo báo 4 vị hợp nhất với nhau. Thái cực đạo bào vừa là pháp bảo vừa là đại đạo, thần thông của vạn vật đạo tổ cũng liên kết với thân thể. Trong thời gian ngắn đến trạng thái pháp, thân, đạo, bảo 4 vị hợp nhất. Nhờ lực lượng pháp bảo đạt đến 4 vị một thể, loại trạng thái này sẽ không kéo dài lâu nhưng khá lợi hại, có thể tranh hơn thua với pháp, thân, đạo, quả hợp nhất của Giang Nam. Về mặt Giang Nam trầm trọng, chậm rãi đứng dậy, Giang Nam lên tiếng khen: vạn vật đạo hữu không uổng là nhân vật luận đạo 300 năm với đế và tôn mới thua. Chiêu này vượt ngoài dự đoán của ta, mở ra một con đường khác đi đến cực độ. Tương lai không chừng vạn vật đạo hữu có thể hoàn thiện loại 4 vị một thể này. Mời. Vừa rồi Giang Nam đối với Thái Nhất Thiên Quân thì hắn không đứng lên, thế nhưng bây giờ gặp vạn vật đạo tổ, hắn không dám lơ là. Vạn vật đạo tổ hít sâu, trong người cảm thấy không phải con người đứng đó mà là một đoàn khí từ thái cực tổ thành, một đoàn thái cực linh quang bất diệt. 9 đại đạo của vạn vật đạo tổ hoàn toàn dung hợp lại, dung hội quán thông, hợp 9 thành 1, hóa thành thái cực, tạo hóa thần tú, âm dương, hôn hiểu. Một niệm là thánh, một niệm là ma, một niệm là Phật, một niệm là linh, một niệm là quỷ, một niệm là yêu, một niệm là thần, thiên nhân vạn vật, nguyên dục thái cực. Công 9 kiếp đời này đại thừa. Mời. Vạn vật đạo tổ như không còn tồn tại, thay thế chính là thái cực càn khôn, âm dương biến hóa. Một kích đánh ra đơn giản vô cùng, như luyện lực lượng 9 kiếp thành 1. Đòn công kích đơn giản này đột nhiên thay đổi muôn vàn khí tượng, thời không trong đại điện thác loạn. Giang Nam và Thái Nhất Thiên Quân nhìn qua, trông như 9 vũ trụ tự sinh ra từ thái cực, linh quang như các vì sao giao nhau, các vũ trụ chìm nổi bên trong thái cực. Vũ trụ biến đổi hình dạng như chiến linh bảo, là kiểu mẫu pháp bảo biến ra từ thân thể 9 kiếp của vạn vật đạo tổ. Vạn vật đạo tổ pháp thân đạo bảo 4 vị hợp nhất, thân hóa thái cực vừa ra tay đã là dị tượng. Thân cùng đạo hợp, đạo cùng pháp hợp, pháp cùng bảo hợp,
bảo lại cùng thân hợp. Giang Nam liên tục khen, lắc người, Lô Bồng cũng bay lên theo. Lô Bồng không phải pháp bảo Giang Nam mới luyện trước đó, mà diễn biến từ đại đạo. Lô Bồng bay ra, Giang Nam vạn pháp không xâm. Vạn vật đạo tổ công kích, chín biến đổi, ẩn giấu, biến thành chín hình dạng tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên hỗn nguyên châu, kim cương sử, tạo hóa chi môn, tiên thiên yểm ma thương, quyền trượng, kim long giản, linh căn, thần đăng, các pháp bảo giết tới. Trong lô bồng của Giang Nam bùng nổ các màu ánh sáng, linh quang quay quanh, tiếng chuông chấn động, chống thần vỗ, đạo âm tế tự. Uy lực bảo quang các màu đánh ra, bản thân lô bồng là hình dạng ban đầu của chí bảo, đỡ một kích của vạn vật đạo tổ, không xâm nhập vào lô bồng một ly. Vạn vật đạo tổ hú dài, thay đổi thế công. Chín báu vật hợp nhất thành thái cực. Âm dương song ngư bơi, một đen một trắng. Mắt thái cực, một trắng một đen, bao phủ lô bồng, luyện hóa hết thảy. Vạn vật đạo tổ quát to: Thái cực nguyên dục, trong không có, sinh có, âm dương tương cắt với nhau, 3000 đại đạo. Trong thái cực đồ, trừ 9 tiên đạo ra, càng nhiều hình dạng đại đạo ban đầu cũng hiện ra, rậm rạp, là hình dạng ban đầu của 3000 đại đạo. Thái cực đồ tăng mạnh uy lực, lô bồng cũng phát ra tiếng răng rắc, bị thái cực đồ xâm nhập. Thái nhất thiên quân kinh kêu: 3000 đại đạo sao? Sắc mặt thái nhất thiên quân âm trầm, 8 tiên đạo của thái nhất thiên quân chưa hoàn thiện, còn vạn vật đạo tổ đã hoàn thiện 9 tiên đạo, suy một ra ba, tự lĩnh ngộ các đại đạo khác, đi trước mặt gã các cường giả tiên đạo. Giang Nam cười lớn, lô bổng thu về, thái cực đồ không còn bị ngăn cản, bao phủ Giang Nam vào trong. Giang Nam ung dung nói: Đời này vạn vật đạo hữu tên Nguyên Dục, cái tên không tầm thường, thâm ý rất sâu sắc. Tương lai có lẽ vạn vật đạo hữu có thể làm đến thái cực nguyên dục, trong không sinh có, luyện thành 3000 tiên đạo, là người đầu tiên thành tựu đạo quân. Âm 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 âm, thái cực đồ nghiền áp, khuấy động như muốn cắt nát Giang Nam trong đó. Một kích của vạn vật đạo tổ có tên là thái cực đồ, thế nhưng không rơi vào bức tranh, mà là không gian bao la vô ngần, uy lực vô tận, biến hóa vô biên. 3000 đại đạo của vạn vật đạo tổ tuy chỉ là hình thức ban đầu, nhưng kết hợp lại có sức mạnh hơn xa lúc trước. Lực lượng luyện hóa của thái cực đồ đến trình độ siêu khủng bố, nhưng Giang Nam ở trong thái cực đồ vẫn bình thản, dường như không cảm nhận được lực lượng nghiền ép luyện hóa. Cuộn tranh này có biến đổi vô cùng, uy lực vô cùng, lại như mây bay với Giang Nam, không thể tạo ra tổn thương gì. Đây là diệu dụng của nguyên thủy đại đạo. Giang Nam pháp thân đạo quả hợp nhất, thân là nguyên thủy, pháp là nguyên thủy, đạo là nguyên thủy, quả cũng là nguyên thủy, tuy hai mà một, cả người Giang Nam là nguyên thủy đại đạo. Hoặc vạn vật đạo tổ dùng uy nhiếp vô biên phá hủy nguyên thủy đại đạo, hoặc không làm gì Giang Nam được. Mở. Giang Nam chỉ một cái, Đại La Thiên mở ra, mở thái cực đồ, chấn 3000 đại đạo tán loạn. Giang Nam cất bước đi ra, cười nói: Hai vị đạo hữu, thôi đừng so tài nữa đi, tránh cho làm hỏng đồ đạc của nhà ta, phu nhân ta sẽ trách ta vô dụng, không giữ gìn được đồ đạc. Vạn vật đạo tổ định tấn công tiếp, nghe vậy lòng run lên, nhìn về xung quanh. Trong đại điện không có món đồ nào bị dư âm công kích của bọn họ chấn vỡ, càng đừng nói đến dư âm chiến đấu truyền ra bên ngoài. Nghĩa là Giang Nam còn dư sức bảo vệ đại điện, hắn chưa dốc hết sức ra. Huyền Thiên giáo chủ, cáo từ. Vạn vật đạo tổ xoay người đi ngay. Chờ ta chứng đạo quân lại đến lĩnh giáo sau vậy. Thái nhất thiên quân do dự một lúc sau cũng đi ra ngoài, cười nói: Hai vị làm ta bị rung động lớn, cho ta có nhiều thu hoạch. Tương lai thái nhất chứng đạo quân sẽ lại xin hai vị đạo hữu chỉ dạy thêm. Thái nhất thiên quân không nói lời khiêm tốn, lần này đánh nhau với Giang Nam, lại thấy vạn vật đạo tổ và Giang Nam quyết đấu, xúc động gã rất lớn, thu hoạch kinh người. Thái nhất thiên quân thấy ra thiếu sót của mình, sau này khi tu luyện sẽ tìm cách bù đắp lại. Hai người một trước một sau rời đi, mang theo Định Quang, Thiên Linh, Linh Châu Tử, vài bước đã ra khỏi Đại La Thiên. Thái nhất thiên quân bước nhanh đuổi theo vạn vật đạo tổ, hắn lên tiếng nói: Vạn vật đạo huynh, thực lực của Huyền Thiên giáo chủ rút cuộc tới đâu vậy? Đạo huynh có thăm dò được không? Vạn vật đạo tổ im lặng, giây lát sau nói:
là vô địch cảnh giới thiên quân. Thái Nhất Thiên Quân suy tư một lúc sau nói, nếu Chính Đạo Quân lại đánh với Huyền Thiên Giáo Chủ thì thế nào? Sau khi ta Chứng Đạo Quân có thể áp chế hắn một bậc. Vạn Vật Đạo Tổ mang hai đứa bé trai đi, thanh âm từ xa vọng lại, còn ngươi Chứng Đạo Quân thì 50-50 với hắn ta. Cơ mặt của Thái Nhất Thiên Quân cứng ngắc, chốc lát sau dắt thiên linh bay xa. Thái Nhất Thiên Quân cười lắc đầu nói, 50-50 ư, quá coi thường ta rồi. Nếu ta Chứng Đạo Quân là chứng đạo 3 lần, thân 3 đạo quân mà so với Huyền Thiên chỉ được 50-50 thôi sao? Thế nhưng Vạn Vật đúng là đã đi trước ta, muốn trở thành đế thống trị tiên giới thì ta phải dốc hết sức hơn nữa. Bên trong Đại La Thiên, Thiên Vi đi vào đại điện. Thiên Vi cười nói, lão gia, thực lực của Thái Nhất Vạn Vật thế nào? Lão gia có thăm dò được cốc khác của bọn họ không? Trong hai người ai chứng đạo quân đầu tiên? Giang Nam bình tĩnh nói, cả hai đều đến đỉnh cao cảnh giới thiên quân. Tuy Thái Nhất là người đầu tiên chứng đạo thiên quân, nội tình thâm sâu, nhưng so với chín kiếp đạo quân như Vạn Thế thì tích lũy của hắn hơi ít hơn. Vạn Vật sẽ hoàn thiện 3000 tiên đạo trước Thái Nhất một bước, trở thành đạo quân đầu tiên của tiên giới ta. Tuy nhiên Vạn Vật chứng đạo không lâu sau sẽ đến Thái Nhất. Hai người này, một là đạo quân chín kiếp, một là đệ tử đế và tôn, thể đạo chủ sẽ mau hơn người khác rất nhiều. Thiên Vi chớp mắt nói, nếu bọn họ chứng đạo quân thì đế tiên giới sẽ được quyết định, rồi bình định tứ phương chư hầu, thống nhất thiên hạ. Có khi nào lão gia bị bọn họ bắt đầu tiên để tế cờ, giết gà dọa khỉ hay không? Giang Nam giả vờ tức giận nói, phu nhân, tại sao lại bảo là giết gà dọa khỉ? Lão gia của nàng không phải gà hay khỉ. Thì nhưng chắc chắn bọn họ sẽ lấy ta ra khai đao, chém ta để chấn nhiếp quần hùng, đó là chắc chắn rồi. Thiên Vi rót trà cho Giang Nam, mỉm cười nói, hoàn thiện 3000 đại đạo chứng đạo quân, đạo quân tiên đạo cường đại sẽ bao trùm lên trên đạo quân các thời đại. Chứng đạo quân thời đại nguyên đạo cũng không nghiêm khắc bằng giáo chủ bây giờ, phải tu thành 3000 đại đạo, có thể thấy đạo quân tiên đạo sẽ cực kỳ cường đại. Vậy lão gia có vượt qua kiếp này bảo vệ an toàn cho Đại La Thiên được không? Giang Nam giả bộ giận, kiếp ư, phu nhân quá nâng cao bọn họ rồi. Họ lĩnh ngộ 3000 đại đạo chứng đạo quân, nói ngắn cũng cần 100 vạn năm. Trong thời gian đó ta sẽ không tiến bộ hay sao? Bọn họ chứng đạo quân tuy sẽ vượt qua bất cứ thời đại tiền sử nào, thế nhưng thực lực lão gia của nàng cũng rất mạnh. Dù khi đó không phải đạo quân cũng đến cảnh giới đại viên mãn thiên quân. Ai không nghe lời ta, ta đánh mông kẻ đó. Thiên Vi khẽ thở dài, đương nhiên lão gia rất mạnh, Vạn Vật Thái Nhất chứng đạo quân cũng khó đánh lại. Thế nhưng thiếp thần nghĩ, nếu kẻ thù của lão gia toàn chứng đạo quân thì lão gia có ngăn được không? Ví dụ như Đại Diễn, Linh Nữ, Ma Kha, Đạo Tàng, Ngọc Kinh, rồi Thần Mẫu, Huyết Tổ, Thiên Hoàng, Vô Tà, Vô Cực Thiên Tôn, lại có Vạn Vật Thái Nhất ta, thêm vào Tịch Diệt đạo nhân, nhiều đạo quân cùng kéo đến thì... Giang Nam nghe Thiên Vi nói cũng giận cả tóc gáy. Đến đẳng cấp đạo quân, hoàn thiện 3000 tiên đạo, thực lực mạnh đáng sợ. Nếu nhiều đạo quân cùng ùa lên thì Giang Nam không ngăn nổi. Lão gia quen biết khắp thiên hạ, Càn Nguyên, Mông Tốn, Huyền Đô, rồi Từ Hàm có tình cảm sâu với lão gia, cộng thêm Hồng Nhi, Quân Nhi, rồi Kế Đô, tính ra cũng có lực lượng đấu với bọn họ một phen. Thiên Vi cười nói, thế nhưng phần thắng như thế nào thì trong lòng lão gia có nắm chắc hay không? Không chắc được. Giang Nam lắc đầu than thở nói, một mình Vô Cực Thiên Tôn đủ chặn ta lại rồi. Hắn chứng đạo quân mà ta chưa thì sẽ kém hơn hắn một bậc, huống chi có Tịch Diệt đạo nhân đây. Càn Nguyên, Huyền Đô, Bỉ Ngạn Nương Nương có thể chứng đạo hay không thì 50-50. Hồng Nhi, Quân Nhi, Kế Đô, La Hầu La có thể chứng đạo, thế nhưng chưa chắc La Hầu La đã chịu giúp ta. Tương lai đến thời đại đạo quân đầy rẫy thì thật là nguy hiểm cho ta. Ta phải tranh thủ chứng nguyên thủy đạo quân trong vòng 100 vạn năm này mới kê cao gối ngủ được. Thiên Vi nói, lão gia có nắm chắc chứng được nguyên thủy đạo quân không? Không chắc.
Giang Nam khẽ thở dài. Đằng trước tiên đạo có đường, con đường của ta thì không còn. Ta phải tự mình khai sáng ra con đường mới. Người ngoài làm sao hiểu nỗi khó khăn trong đó được đấy. Thiên Vi cũng hơi hiểu và thông cảm cho sự khó xử của Giang Nam. Một mình hắn đương nhiên khai sáng một thời đại, lại tự mình sáng tạo một con đường chứng đạo. Càn Nguyên Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ hay Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn đều có con đường cố định để đi. Các cảnh giới đã được người đi trước khai thiên, hoặc kiếp trước bọn họ đã tự khai thiên cho mình. Đế và Tôn cũng đi lại con đường từng có người đi qua. Chỉ một mình Giang Nam là mò mẫm tiến tới, khai sáng con đường đi thông tận cùng đại đạo. Phía trước Giang Nam không có đường, mọi thứ cần dựa vào tài trí, lực lượng của bản thân sáng tạo. Đi theo con đường có sẵn không khó khăn, khó là đằng trước không có đường, tự mình sáng tạo. Khai thiên đường đến tận cùng đại đạo, khai sáng cảnh giới nguyên thủy. Người không lo xa thì cũng lo gần, phu nhân nhắc nhở rất phải. Giang Nam trầm ngâm giây lát, đứng lên nói: ta cần đi Đạo Quân Điện một chuyến, gặp Nguyên Mẫu, xông thông thiên các một lần. Trước khi Giang Nam độ kiếp đã được Nguyên Mẫu Điện Chủ cho phép vào thông thiên các tu luyện. Nghe ý của Nguyên Mẫu Điện Chủ và Thiên Phi Đạo Tôn thì thông thiên các không đơn giản. Nếu Giang Nam đi khỏi thông thiên các, có 7-8 phần nắm chắc đối kháng với đại kiếp nạn thiên quân. Giang Nam đã thấy đại kiếp nạn thiên quân lợi hại thế nào. Tuy cuối cùng hắn cũng thành công độ kiếp, thế nhưng không dựa vào sức bản thân mà đâm thủng trời, để tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh bị hủy trên đường khai thiên. Cách này là mưu kế, không phải độ kiếp thật sự. Mãi đến bây giờ Giang Nam không nắm chắc đỡ nổi tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo phát huy hết uy lực oanh giết. Giang Nam phải xông vào thông thiên khác Đạo Quân Điện một lần. Mắt Giang Nam lóe tia sáng. Nhưng trước khi đi Đạo Quân Điện, ta cần gặp một người. Giang Nam đứng trên Đại La Thiên cao tít, mắt bắn ra thần quang nhìn tiên giới rộng mênh mông, tìm kiếm tông tích người đó. Thật lâu sau, thần quang xuyên thấu mô thai tiên giới, ma giới, chiếu rọi hư không ma giới, nhưng mãi không tìm ra tung tích của người kia. Thật là lạ, tiên ông và sư tôn của ta chạy đi đâu rồi? Ồ, đám Ngọc Kinh, Mông Tốn, Càn Nguyên định đối phó với thần mẫu hay sao? Mắt Giang Nam lóe tia sáng, rời khỏi Đại La Thiên. Vạn Vật Đạo Tổ mang theo Định Quang, Linh Châu Tử vào Hồng Hoang Thiên Giới, định cư trong Nguyên Dục Thánh Cảnh. Nguyên Dục Thánh Cảnh là động tiên không tầm thường, tuy không sánh bằng Vô Thượng Thánh Cảnh của năm tổ tiên đạo, nhưng gã dùng địa pháp lực vận chuyển nhiều động tiên, luyện mấy trăm động tiên thành một thể, đặt tên kiếp này là Nguyên Dục Thánh Cảnh, không thua gì Vô Thượng Thánh Cảnh ở các địa phương. Bên dưới Nguyên Dục Thánh Cảnh có vô số núi tiên. Vạn Vật Đạo Tổ lấy tinh hoa của mấy trăm động tiên ném hết núi tiên ra ngoài nên hình thành dãy núi tiên. Ngọn núi tiên lớn nhất cao 80 vạn dặm, 30 dặm bề rộng, các ngôi sao xoay tròn quanh núi tiên. Vạn Vật Đạo Tổ luyện các động tiên thành một mảnh, đặt trên núi tiên đó tự thành một giới, chính là Nguyên Dục Thánh Cảnh. Vạn Vật Đạo Tổ mang theo hai bé trai mới quay về Nguyên Dục Thánh Cảnh thì thấy một luồng tiên quang bay tới, tạm dừng biến thành tiên nữ là Ngọc Tiên Nhi. Ngọc Tiên Nhi khom người nói: Vạn Vật tiền bối, gia phụ Ngọc Kinh sắp đối phó với thần mẫu rồi, đã mời hai vị tiền bối Càn Nguyên và Mông Tốn. Gia phụ lệnh cho tiểu nữ tử đến hỏi tiền bối có cùng tham gia hay không. Biểu tình Vạn Vật Đạo Tổ thay đổi: Thần mẫu sao? Mông Tốn sao? Vạn Vật Đạo Tổ trầm ngâm nói: Hãy nói cho Ngọc Kinh biết là ta sẽ ra tay vào ngày hắn đối phó với thần mẫu. Ngọc Tiên Nhi không người rời đi. Sâu bên trong tiên giới, khí ôn dịch đậm đặc như mực quét sạch một mảnh tinh hệ. Đó là vùng đất Sa Đọa. Vô số mặt trời hợp thành ngân hà bị khí ôn dịch xâm nhiễm rớt xuống ôn dịch. Ma Kha Thiên Quân và Đạo Tạng Thiên Tôn đứng trong chỗ sâu nhất của mảnh đất Sa Đọa, nhìn cảnh tượng vô số ngôi sao rơi xuống. Ma Kha Thiên Quân cảm thán rằng: Ôn đế chết quá oan uổng. Nếu hắn tìm ra thánh địa Sa Đọa này sớm hơn mấy ngày thì đã phục hồi đến cảnh giới Hỗn Độn Đạo Quân. Người chết chắc là Huyền Thiên chứ không phải Ôn Đế. Dưới chân của Ma Kha Thiên Quân có một xác bé trai đã bị mục ruỗng. Bé trai đó là tiên thiên sinh linh từ tiên thiên Ôn Đế Quan, mạnh nhất trong các tiên thiên pháp bảo, tan vỡ vì khai thiên khí vận công đức mà hình thành tiên thiên sinh linh.
bé trai có khí vận và công đức to lớn, Lý Gia không nên chết. Tiếc rằng Ma Kha Thiên Quân dùng mảnh nhỏ đạo quả của Ôn Đế dụ ra Tiên Thiên Ôn Đế Quan, nhân quả Ôn Đế luyện chết bé trai, cướp khí vận và công đức của nó. Giờ phút này bé trai đã thành xác chết, chưa kịp tỏa sáng trong thiên giới. Khai thiên khí vận, công đức của bé trai chuyển hết vào người Ma Kha Thiên Quân. Thật ra muốn giết một tiên thiên sinh linh có khai thiên khí vận, công đức là điều rất khó khăn. Trời lồng lộng trên đầu, nhưng đã có hai tiên thiên sinh linh chết đi trong tay của Ma Kha Thiên Quân. Tiên thiên sinh linh được khai thiên khí vận, công đức từ tạo hóa chi môn cũng chết oan uổng, bởi vì tạo hóa chi môn từng rơi vào tay Ma Kha Thiên Quân một đoạn thời gian. Tiên thiên pháp bảo này bị gã âm thầm động tay chân, sinh linh chưa xuất thế, công đức khí vận đã bị chuyển vào người huyết tổ. Huyết tổ ăn cả người, da, xương, cướp khai thiên khí vận và công đức. Đạo Tạng Thiên Tôn cảm thán rằng: thần toán của đạo hữu vô địch, hành động nghịch thiên, cướp khai thiên khí vận, công đức cũng làm được. Thủ đoạn mạnh mẽ, ta xấu hổ không bằng. Ma Kha Thiên Quân định khiêm tốn, chối từ vài câu, bỗng biến sắc mặt, mừng rỡ nói: thần mẫu gặp nạn, nữ nhân này rốt cuộc chạy trời không khỏi nắng rồi. Đạo hữu à, chúng ta đi, lần này mặc kệ thế nào phải thu thần mẫu cho bằng được. Lúc bấy giờ Giang Nam rời khỏi Đại La Thiên, hắn không chạy đi đạo quân điện ngay, mà mắt quét hướng thánh cảnh có Ngọc Kinh Thánh Giáo. Giờ phút này Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Đạo Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu đã đến. Các phó giáo chủ gần đẳng cấp thiên quân dưới tay Ngọc Kinh Thánh Giáo cũng tụ tập lại với nhau. Không lâu sau, Ngọc Tiên Nghi trở về mang theo lời nhắn của Vạn Vật Đạo Tổ. Vạn Vật Đạo Tổ đã đồng ý sẽ ra tay diệt thần mẫu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói: đa tạ Mông Tốn Đạo Quân đã nhắc nhở, nếu không chỉ dựa vào mặt mũi của ta, sợ là không mời Vạn Vật Đạo Tổ được. Mông Tốn Đạo Quân thản nhiên nói: năm xưa ta liên hiệp tất cả cường giả thời đại thần đạo cùng chế tạo ra thần mẫu. Vạn Vật Đạo Tổ là Trang Nghiêm Thần Tổ, cũng là một vị đạo quân thành tựu siêu phàm, không thua gì ta. Ta và bọn họ cùng nhau chế tạo thần mẫu. Tiếc rằng thần mẫu sinh ra linh trí, nuốt hết thần hồn, nguyên thần, đạo quả của mọi người. Vạn Vật Đạo Tổ bị đả kích rất lớn, chắc chắn hắn sẽ tham gia đối phó với thần mẫu này. Ngọc Kinh Thiên Quân cười lớn, chuyển sang nhìn phu phụ Càn Nguyên Thiên Quân và Tử Hạm Đạo Mẫu. Ngọc Kinh Thiên Quân cười nói: hiếm khi sư đệ và đệ tức vứt bỏ thành kiến trước kia cũng đến giúp ta, Ngọc Kinh xin đa tạ hai vị. Càn Nguyên Thiên Quân biến sắc mặt nói: phu phụ ta không đến giúp ngươi là giúp Mông Tốn kia, Ngọc Kinh sư huynh xin hãy nhớ kỹ điều này. Tử Hạm Đạo Mẫu cũng cười khẩy nói: Mông Tốn là như tựa kiếp này của phu thê ta, hắn có chuyện làm phụ mẫu đương nhiên phải dốc hết sức giúp đỡ rồi. Ngọc Kinh sư huynh đừng tự mình đa tình, phu thê chúng ta đến đây không liên quan gì đến sư huynh cả. Ngọc Kinh Thiên Quân không để bụng, lắc đầu nói: hề, các ngươi có thành kiến quá sâu với ta. Lúc trước ta mượn thân thể thần mẫu mà sống lại cũng là vì vạn bất đắc dĩ thôi, không phải thật lòng mà đầu nhập vào chỗ thần mẫu làm con rối cho thần mẫu đâu. Càn Nguyên Thiên Quân lạnh nhạt nói: sư huynh, lúc trước sư huynh mượn thân thể thần mẫu mà sống lại, bình đi hiểm chiêu, ta rất phục sư huynh. Thế nhưng khi đó sư huynh đã tính đến tình thế hôm nay đúng không? Lúc ấy sư huynh đã đặt quyết tâm muốn mượn tay chúng ta trừ khử thần mẫu. Mông Tốn, Tử Hạm Đạo Mẫu tim rất cái bịch. Năm xưa khi Ngọc Kinh Thiên Quân chứng đạo thiên quân, Mông Tốn Đạo Quân chưa chuyển thế nhưng đã buông bỏ vũ khí, nguyên thần giấu trong chỗ Càn Nguyên Thiên Quân. Mãi khi Càn Nguyên Thiên Quân lên ngôi đế, mạnh mẽ cướp Tử Hạm Đạo Mẫu làm hậu mới để Mông Tốn Đạo Quân chuyển thế làm Mông Tốn Thái Tử. Nếu khi đó Ngọc Kinh Thiên Quân đã lên kế hoạch tình thế hôm nay, mượn lực lượng Mông Tốn Đạo Quân, Càn Nguyên Thiên Quân, Tử Hạm Đạo Mẫu đối phó với Thần Mẫu Đạo Quân thì thật khủng khiếp. Tâm kế của Ngọc Kinh Thiên Quân hiếm có trên đời, trong các thời đại tiền sử hiếm ai hiểm như vậy. Ngọc Kinh Thiên Quân cười to nói: Càn Nguyên sư đệ suy nghĩ xấu cho ta quá rồi. Nếu ta có tâm kế thủ đoạn như vậy thì cần gì giao mình cho thần mẫu khống chế đây. Càn Nguyên Thiên Quân mỉm cười nói: đương nhiên sư huynh không chỉ có chút tâm kế thủ đoạn đó đâu.
Năm xưa sư huynh bán tiên thiên bất bại chi đĩa cho thần mẫu, có lẽ khi đó sư huynh đã đặt ra kế hoạch hôm nay đối phó với thần mẫu rồi. Nếu sư huynh chỉ muốn thoát khỏi thần mẫu khống chế thì thôi, thế nhưng sư huynh lợi dụng lực lượng của chúng ta chủ yếu vì muốn cướp thân thể thần mẫu kìa. Thân thể của thần mẫu là dụng cụ chứa thần hồn đạo quả tốt nhất, là một thần khí tạo hóa vô cùng khổng lồ. Nếu có năng lượng sung túc, thậm chí chế tạo ra thân sắc đạo quân, rót thần hồn đạo quả đạo quân vào là sẽ hồi sinh một đạo quân. Nếu vũ khí đó rơi vào tay sư huynh thì danh hiệu đệ nhất đại giáo chắc chắn rơi vào tay Ngọc Kinh sư huynh rồi. Không chỉ như thế, ngôi tiền đế cũng sẽ thuộc về sư huynh. Tử Hạm đạo mẫu cười nói, có lẽ trong đại chiến với thần mẫu, Ngọc Kinh sư huynh có thể nhờ tay thần mẫu tiêu diệt phu phụ chúng ta và Mông Tốn, nổ bỏ chướng ngại tương lai của mình thống trị tiên giới, sau đó nuốt thân thể thần mẫu, nuốt thần hồn của chúng ta, lại tái tạo một đám người chúng ta, khống chế thế lực dưới tay chúng ta. Ngọc Kinh sư huynh thấy có đúng không? Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt, sau đó lấy lại bình tĩnh cười nói, sư đệ và đệ muội càng nói càng kỳ cục rồi. Như thể ngu huynh là đại ma đầu gì, ghê gớm lắm ấy. Nếu các người đã nghi ngờ vậy, tại sao còn đến giúp ta làm gì? Càn Nguyên Thiên Quân nhẹ vỗ tay nói, ta đến giúp sư huynh, tất cả đã có chuẩn bị, sẽ không để thân thể của thần mẫu rơi vào tay sư huynh đâu. Một nam nhân trung niên và một bà lão tóc bạc sao mồi bước ra. Càn Nguyên Thiên Quân cười nói, ta mời hai vị trí giả của Huyền Thiên giáo chủ đến là để đề phòng sư huynh. Nam nhân trung niên lên tiếng chào, hắn cười nói, tại hạ Càn Khôn xin kính chào Ngọc Kinh Thánh giáo chủ. Bà lão cũng nhẹ gật đầu nhưng không chào Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân biến sắc mặt nói, Tiềm Long quân sư, quỷ bà thiên dưới tay Huyền Thiên giáo chủ sao? Huyền Thiên giáo chủ cũng nhúng tay vào việc này sao? Thánh giáo chủ đoán thử xem. Càn Khôn lão tổ cười nói, nếu đoán chúng ta sẽ nói hết cho nghe. Sắc mặt Ngọc Kinh Thiên Quân bình thường, thế nhưng trong lòng dậy sóng. Ngọc Kinh Thiên Quân có nghe truyền kỳ về hai vị trí giả dưới tay Giang Nam, sâu sắc biết điểm mạnh của hai người này. Điểm mạnh của Càn Khôn lão tổ và quỷ bà thiên không ở chỗ thực lực mà là trí tuệ. Sau khi Giang Nam đâm thủng trời độ kiếp thì có tin đồn là thủ đoạn đâm trời độ kiếp do Càn Khôn lão tổ và Giang Nam lên kế hoạch, Giang Nam thực hành. Quỷ bà thiên càng là truyền kỳ, từng đấu pháp với Ma Kha thiên quân trong vô nhân cấm khu, hai cường giả thần toán tung hoành ngang dọc trong vô nhân cấm khu, đánh nhau trời long đất lở. Hiện giờ hai trí giả dưới tay Huyền Thiên giáo chủ cùng có mặt, còn đi theo bên cạnh Càn Nguyên thiên quân, Tử Hạm đạo mẫu, Mông Tốn đạo quân. Ngọc Kinh thiên quân có hành động âm mưu gì cũng khó giấu được bọn họ. Mông Tốn đạo quân nhìn sắc mặt Ngọc Kinh thiên quân thầm thở dài, quả nhiên Ngọc Kinh có ý định mượn tay thần mẫu tiêu diệt chúng ta. Nếu không phải phụ mẫu kiếp này mời Tiềm Long quỷ bà thiên đến thì ta khó tránh khỏi bàn tay Ngọc Kinh. Nhưng hai vị trí giả đến đây, Ngọc Kinh sẽ ruột vòi. Dù gì sau lưng hai trí giả là Huyền Thiên giáo chủ, không biết Huyền Thiên giáo chủ có nhúng tay vào chuyện này, núp phía sau quan sát hay không. Lúc này Giang Nam thấy Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên xuất hiện trong Ngọc Kinh thánh giáo, liền rời đi hướng tới đạo quân điện. Giang Nam cười nói, Càn Nguyên đạo hữu danh ma thật, ta còn lo hắn không đấu lại Ngọc Kinh, ai ngờ hắn mời Càn Khôn quỷ bà thiên đến trợ trận. Bây giờ ta có thể kê cao gối ngủ đi đạo quân điện giải quyết chuyện của mình được rồi. Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên hợp tác đương nhiên là đánh đâu thắng đó. Hai vị trí giả có chỗ thiếu hụt, Càn Khôn lão tổ giỏi mưu lược, bụng đen, tâm ngoan thủ lạt, nhưng Càn Khôn lão tổ chịu bó tay với cường giả thần toán. Quỷ bà thiên giỏi thần toán, thế nhưng tu vi yếu, mềm lòng, không lỡ sát sinh. Hai người hợp tác là tổ hợp hoàn mỹ, tính toán tất cả, chắc ăn. Có Càn Khôn lão tổ, quỷ bà thiên không chỉ tính ra vị trí thần mẫu đạo quân ở, có thế lực gì cũng đặt ra kế hoạch kín không kẽ hở, tiêu diệt cánh chim của thần mẫu đạo quân, khiến cho nàng không có đường trốn. Quỷ bà bà và Càn Khôn bị Càn Nguyên mời đi, hay bọn họ đã tìm ra cơ duyên mà quỷ bà bà nói rồi sao? Giang Nam vừa đi vừa suy tư. Nguyên đỉnh là thân thể đại đạo của Linh Bảo đạo chủ biến ra,
quỷ bà ba sinh ra từ tinh huyết của linh bảo đạo chủ. Nếu quỷ bà ba có mảnh nhỏ nguyên đính luyện linh quang trong đó vào người thì thần toán nâng cao một bậc. Bản lĩnh thần toán của Ma Kha Thiên Quân tiến bộ siêu nhanh, thế nhưng không thể thắng quỷ bà ba được. Tuy nhiên trong thời gian này, quỷ bà ba đã lấy được bao nhiêu mảnh nguyên đỉnh rồi đấy? Qua hơn 10 ngày, Giang Nam cũng chạy tới tịch diệt khu ban đầu. Hiện tại, tịch diệt khu đã bị các tiên thiên pháp bảo, linh bảo là nguyên trung nguyên tháp, nguyên đỉnh san bằng. Đạo quân điện không nằm trong tiên giới mà sừng sững ở cuối thời gian và không gian. Tịch diệt khu vốn đi thông với đạo quân điện, dựa vào uy lực cấm khu nối với đạo quân điện. Đạo quân điện không ở trong tiên giới, không nằm trong mặt thời gian nào của tiên giới. Đạo quân điện đứng ở tương lai, tận cùng thời gian và không gian để né tránh tịch diệt kiếp. Hai vị tồn tại mạnh nhất thời đại nguyên đạo chế tạo ra thần điện này là để các đạo quân cường đại nhất trên đời vào trong né tránh tịch diệt kiếp. Bởi vì thời đại càng mạnh, tịch diệt kiếp càng khủng bố. Nếu đạo quân điện đứng trong bất cứ thời đại nào sẽ mang đến hủy diệt khó có thể tưởng tượng cho thời đại đó. Đạo quân trong đạo quân điện sẽ bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp. Chỉ có đặt đạo quân điện trong tương lai tịch diệt kiếp chưa từng đến mới thoát khỏi. Hiện giờ tịch diệt khu bị săn bằng, mất đi con đường đi đạo quân điện. Nếu không có cường giả trong đạo quân điện hướng dẫn, những người khác sẽ không vào được. Nhưng Diệp Lân tiên đế từng đánh nhau với linh bảo đạo chủ xuất thân từ đạo quân điện, để lại dấu vết chiến đấu. Hai người đánh đến mức thời không nứt nẻ, liên kết giữa tiên giới và đạo quân điện không biến mất. Dấu vết hai cường giả chiến đấu bị xóa nhòa trên đường khai thiên, thế nhưng còn để lại chút dao động. Giang Nam dựa vào dao động này sưu tầm tìm kiếm hơi thở đạo quân điện, có hy vọng vào trong thần điện. Giang Nam ngồi xếp bằng tại biên giới tịch diệt khu trước kia, cảm ứng kỹ càng, thật lâu không nhúc nhích. Đột nhiên Giang Nam đứng dậy, chớp mắt biến mất khỏi tiên giới. Ngay sau đó, trước đại điện Vĩnh Hằng, đứng ở tận cùng thời gian và không gian, thân hình Giang Nam từ mơ hồ đến rõ ràng dần hóa thành thực chất. Đạo quân điện, thông thiên các, ta đến đây. Giang Nam cất bước đi vào thần điện Vĩnh Hằng. Trước đạo quân điện, một nữ đạo quân khí chất siêu quần đứng đó như chờ đợi Giang Nam trở về, là Thiên Phi đạo tôn. Giang Nam tới gần liền cười hỏi: Thiên Phi, rốt cuộc nàng đang đợi chờ ai vậy? Thiên Phi đạo tôn thu về tầm mắt nhìn Giang Nam, giọng điệu hờ hững như trước: Nguyên mẫu đang đợi đạo hữu. Ồ, người chắc khỏe hơn trước nhiều, có thể vào thông thiên các được rồi. Lại nói lúc bấy giờ, Ngọc Kinh Thánh Giáo, các đại quân tiên nhân đã xuất phát. Có đại quân Huyền Châu, có thuộc hạ của Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tuấn đạo quân và Tử Hạm đạo mẫu, lại có mấy ngàn vạn tiên binh, tiên tướng của Ngọc Kinh Thiên Quân. Lâu thuyền lơ lửng, chiến hạm lướt qua, tiên thành bay lên, tiên vực tiến tới, uy nhiếp hùng hậu. Quỷ bà Thiên bỗng thay đổi sắc mặt, cười lên khủng khục: Đối thủ cũ đến rồi. Ma Kha Thiên Quân đã tìm được thần mẫu đạo quân trước chúng ta một bước rồi. Chà chà, định che thiên cơ, phá hỏng thần toán của lão thân sao? Lão thân muốn đấu với ngươi một trận. Các vị hãy cẩn thận, tuyệt sát của Ma Kha sắp oanh giết ta rồi. Mắt của Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng hỏi: Chắc bà ba có cách chống đỡ chứ? Đương nhiên. Quỷ bà Thiên đắc ý nói: Cách này đơn giản, các ngươi đỡ giùm lão thân là được. Tinh thần của lão thân không được tốt à, cần giữ lại chút sức lực đấu với tiểu tử kia. Nếu các ngươi không chặn lại được tuyệt sát của hắn ta thì lão thân lại ra tay. Dưới tay Ngọc Kinh Thiên Quân toàn là đẳng cấp gần bằng thiên quân, có 21 đại viên mãn tiên quân. Nghe bà lão nói làm cả đám mắc nghẹn. Thực lực quỷ bà Thiên không cao, thế nhưng nói chuyện tức chết người, làm người ta hận không thể bắt lại mà đánh một trận. Ngọc Kinh Thiên Quân rất bình tĩnh, ra lệnh cho các phó giáo chủ khởi động đại trận đại giáo, cẩn thận đề phòng. Càn Khôn lão tổ thống soái các quân dưới tay của Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu cẩn thận đề phòng. Từ khi Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn đạo quân, Tử Hạm đạo mẫu rời khỏi Huyền Châu, tự xây dựng thế lực của mình, Càn Nguyên từng là tiên đế, có không ít người đi theo. Những tiên nhân này về tay Càn Khôn lão tổ chỉ huy khoảng 200 vạn quân lực. Quỷ bà Thiên ngước đầu, nheo mắt giả nua nhìn đằng trước. Quỷ bà Thiên lên tiếng nói: Cường giả thần toán là một trong những tồn tại mạnh nhất thủa ban đầu khai thiên. Sau khai thiên, khắp nơi là báu vật, thiên địa chưa ổn định.
dư âm khai thiên chưa tan, địa, thủy, phong hóa còn chưa bình ổn, có thể cho thần toán bày ra sát cục được. Cường giả thần toán trong trạng thái hoàn mỹ, thôi diễn năng lực đến đỉnh trước giờ chưa từng có, thực lực phải ở trạng thái đại viên mãn đạo quân, tính toán mọi năng lượng biến đổi thuộc khai thiên ban đầu. Nơi địa thì phong hỏa dâng lên, thiên lực, địa lực, đạo lực, thủy lực hay hỏa lực, phong lực, vô số vị trí nắm giữ mọi thay đổi trong lòng bàn tay, tính ra ảnh hưởng mỗi loại thay đổi mang đến. Tiếp theo, hơi dẫn dắt lực lượng tụ tập lại, tổ hợp công pháp hủy diệt nhau, phá hủy toàn vũ trụ, tất cả tiên đạo đều tan biến. Quần hùng mặt trắng bệch mà nghe, Ngọc Cung Tiên Quân dùng mình hét lên thất thanh: hủy diệt nguyên vũ trụ, tiên đạo tan biến sao? Bà điên thật rồi. Quỷ Bà Thiên cười khùng khục: lão thần, chỉ nó là trạng thái thần toán hoàn mỹ, muốn đến trình độ đó gần như là chuyện không thể. Trước không nói cảnh giới đại viên mãn đạo quân khó khăn vất vả biết mấy, từ thời đại nguyên đạo đến hiện tại, chỉ ít ỏi vài người là đủ tiêu chuẩn. Chỉ nói tính hết biến đổi lực lượng một vũ trụ, không ai gánh nổi năng lực giải toán cường đại như vậy. Thế nhưng cường giả thần toán tính định mọi biến đổi của một thiên địa nhỏ thì có khả năng sau đó xóa bỏ thiên địa này, hủy diệt kẻ thù trong thiên địa nhỏ. Ma Kha Thiên Quân có cái năng lực này. Quỷ Bà Thiên chưa nói xong, đột nhiên hư không ước vạn dặm, mấy ngàn vạn tiên nhân bắt đầu sụp đổ. Đại quân tiên nhân thuộc Ngọc Kinh Thánh Giáo, đám người Ngọc Kinh Thiên Quân ngước lên nhìn, các mặt trời nổ tung trên bầu trời, địa thủy phong hỏa biến ra điên cuồng, tiên linh khí nhân vật trong thiên địa đốt cháy, hư không tan biến, đất đai dãy núi nổ tung, áp lực vô biên đổ ập xuống bọn họ. Cảnh tượng này như một quả cầu to, quả cầu nhốt bọn họ vào trong, tận thế từ bên ngoài đè vào trong, uy lực càng lúc càng mạnh. Không gian nơi bọn họ ở rơi vào hủy diệt, đây là tuyệt sát của Ma Kha Thiên Quân. Các phó giáo chủ Ngọc Kinh Thánh Giáo dốc hết sức vận chuyển các đại trận, tiên thành, tiên vực, tiên phủ, lâu thuyền, đại hạm, bộc phát cùng đối kháng với lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng so với lực lượng thiên địa này thì sức mạnh của bọn họ quá bé nhỏ, mới đụng độ đã thua, các pháp bảo bị đè cho nứt dạn. Ngọc Kinh Thiên Quân vận chuyển Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, đỉnh to lơ lửng trên cao, ánh sáng xanh phát tán, biến thành một đóa hoa sen xanh nâng khung trời. Ngọc Kinh Thiên Quân quát lớn: Càn Nguyên sư đệ, các người còn không ra tay đi. Càn Nguyên Thiên Quân định lấy Hồng Mông Kim Phiên ra đối kháng với tuyệt sát thì Càn Khôn lão tổ lắc đầu nói: Thiên Quân khoan, Ma Kha tấn công là tự cứu, đợt công kích này chủ yếu tiêu hao lực lượng của chúng ta, nếu các người cùng ra tay thì không ai đỡ nổi đợt công kích thứ hai của Ma Kha Thiên Quân đâu. Càn Nguyên Thiên Quân, Mông Tốn Đạo Quân, Từ Hạm Đạo Mẫu tìm rất kế bịch, từ bỏ ý định giúp một tay. Âm, thiên địa lại sao động dữ dội, tuyệt sát thứ hai lao ra từ tuyệt sát thứ nhất, hóa thành một bàn tay to chộp hướng Quỷ Bà Thiên đứng trong đại quân mấy ngàn vạn tiên nhân. Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói: Xin Đạo Mẫu ra tay. Từ Hạm Đạo Mẫu khởi động đế xa ngay, nàng cầm đề quyền trượng tiến lên đỡ chiêu tuyệt sát. Đột nhiên một cây thương to bắn ra từ lòng bàn tay, tuyệt sát thứ ba xuất hiện. Càn Khôn lão tổ nhìn Mông Tốn, Mông Tốn đạo quân liền lấy mình nhỏ tiên thiên thần đao nghênh đón cây thương. Tuyệt sát thứ ba xuất hiện, chắc vẫn còn tuyệt sát thứ bốn, thứ năm, thậm chí là thứ sáu đúng không? Ngọc Kinh Thiên Quân nhìn Càn Khôn lão tổ trầm giọng hỏi: Ta ra tay chặn tuyệt sát thứ bốn, còn ai đỡ tuyệt sát thứ năm, thứ sáu đấy? Càn Khôn lão tổ nhìn Quỷ Bà Thiên, Ngọc Kinh Thiên Quân hiểu ý, mặt đất lại rung rinh, địa hỏa dâng lên dưới chân mọi người, dãy núi ầm ầm nhô lên, hình thành lò luyện khổng lồ ức vạn dặm bao phủ mọi người vào trong. Trong lò luyện, lực lượng thiên địa khủng bố biến thành vô số hỏa long dài trăm vạn dặm táp nuốt bốn phía. Ngọc Kinh Thiên Quân chỉ tay: Lên! Hồng Mông Kim Phiên bay lên, đại đạo Hồng Mông đè xuống chấn áp lò luyện. Lò luyện rung mạnh, lực lượng thiên địa kinh khủng khác tuôn ra phá tan Hồng Mông Kim Phiên chấn áp, bay lên cao thành cái chuông to đỏ máu, máu từ vách chuông chảy xuống như suối. Quỷ Bà Thiên biến sắc mặt nói: Thiên địa oán khí cũng bị Ma Kha dẫn động sao? Dùng thiên địa oán khí hóa thành chuông tăng,
tiếng chuông vang lên, tiến ta lên đường hay sao? Quỷ bà Thiên truyền âm cho Càn Khôn lão tổ, gã điều động 200 vạn tiên nhân ngay. Quanh thân 200 vạn tiên nhân phát ra đại đạo, vận chuyển pháp bảo, đánh vào các góc hư không, đánh gãy các điểm chịu lực của thiên địa tuyệt sắt này. Chuông tang đẫm máu chưa kịp bộc phát uy lực đã vặn vẹo sụp đổ, vỡ thành 4-5 mảnh. Chiếc chuông tang mới vỡ ra, tuyệt sắt thứ 6 đã được hình thành ngay, biến ra một cự thú ma khí nặng nề, há to mồm táp nuốt thiên địa, muốn nuốt hết Càn Khôn lão tổ, Quỷ bà Thiên và mấy trăm vạn tiên nhân. Ma Kha điều động ma khí giải rác trong thiên địa ư? Rốt cuộc Ma Kha lộ ra dấu vết rồi, bị lão thân tính ra chỗ ẩn núp rồi. Quỷ bà Thiên giơ cây gậy lên rộng mạnh xuống đất, hoa văn ẩn xuống bề mặt gỗ lộ ra các đốm linh quang. Quỷ bà Thiên cười khùng khục: "Các vị, lão thần đã tính ra chỗ ở của Ma Kha và thần mẫu rồi, chờ lão thần mượn lực lượng thiên địa đưa các người qua." Hoa văn hoàn toàn ẩn vào gậy gỗ, biến thành từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang vặn vẹo giống như chân vạc, là chân vạc nguyên đỉnh. Quỷ bà Thiên có được nó kết hợp hơi thở cùng với quỷ bà bà. Quỷ bà Thiên tu vi là yếu nhất, chỉ tương đương với chân thần, khó có thể điều động lực lượng thiên địa hóa thành sát phạt tuyệt sát, nhưng có chân vạc nguyên đỉnh bù đắp thiếu sót cho quỷ bà Thiên. Thiên địa chấn động mạnh, kéo mấy ngàn vạn tiên nhân, đám người Ngọc Kinh Thiên Quân, Cản Nguyên Thiên Quân cùng biến mất. Cự thú biến ra từ ma khí thiên địa táp tới, cắn một góc thiên địa, nuốt hơn 10 vạn tiên nhân. Trong một thánh cảnh tiên đạo bình thường, ẩn dưới các tầng cấm chế pháp bảo, là bí cảnh bao la, bát ngát, bí hiểm. Thần mẫu đạo quân tự biết mình là kẻ thù của thiên hạ, nên tìm đến thánh cảnh bình thường này, rồi rời thánh cảnh cao đẳng hơn đến, thi triển phong ấn siêu cường đại, luyện vào thiên địa, che giấu tung tích của mình. Nhìn từ bên ngoài, thánh cảnh chỉ là một thánh địa nho nhỏ, không ai ngờ bên trong giấu thiên địa càn khôn, là bí cảnh do nhiều thánh cảnh hợp lại. Ma Kha Thiên Quân đứng trong bí cảnh, khí thế dồi dào. "Nguy rồi, ta điều động ma khí thi triển tuyệt sát thứ 6, bị bà lão bắt dấu vết rồi. E rằng bà lão ta đã tìm ra chỗ ở của hai chúng ta." Ma Kha Thiên Quân nhíu mày nói: "Quỷ bà Thiên mạnh hơn lúc trước rất nhiều, e rằng rất nhanh sẽ xuyên qua thời không đến đây thôi." Bóng trung tâm bí cảnh chuyển ra thanh âm dễ nghe: "Ma Kha, ngươi lo nhiều quá rồi, thiếp thân làm gì mà sợ quỷ bà Thiên như vậy?" Một vật khổng lồ thân bọ cạp, tám chân nằm ở trung tâm bí cảnh, thân thể to lớn, dài trăm ức dặm, thật khó tưởng tượng. Vô số xúc tu bay múa, không ngừng hấp thu năng lượng từ các thánh cảnh. Nhiều xúc tu mấp máy, sinh ra mấy cục thịt, trứng to lớn. Xung quanh thần mẫu đạo quân, vây quanh mấy ngàn vạn sinh linh tiền sử, cường giả sừng sững, đông nghìn nghịt, không biên giới. Thiếp thân có 5.000 vạn cường giả thời đại, 2 vạn thần đẳng cấp thiên quân thần đạo, chẳng lẽ lực lượng này không đủ nghiền áp bọn họ hay sao? Thần mẫu đạo quân cười duyên nói: "Miễn thiếp thân phục hồi đến trạng thái cao nhất là sẽ sinh ra mấy đạo quân để chơi. Ma Kha nói xem, thiếp thân còn sợ ai đây?" Xung quanh thân thể khổng lồ có 100 thánh cảnh lơ lửng, trong mỗi thánh cảnh đứng một thiên quân tiền sử, khí thế siêu cường đại. Mắt Ma Kha Thiên Quân lóe tia sáng, lướt qua mấy thiên quân tiền sử. Đạo Tạng Tiên Tôn nhỏ giọng nói: "Thật là tạo hóa thần khí vô song, nếu có được nó thì..." Ma Kha Thiên Quân nhẹ gật đầu thầm nghĩ: "Với lực lượng của ta không thể tiêu diệt thần mẫu được, và thần mẫu cũng không chịu theo ta điều khiển, nên cần mượn tay Ngọc Kinh, Mông Tốn diệt thần mẫu. Còn ta thì lấy thân thể, thế nhưng trước đó ta cần nhờ lực lượng thần mẫu xử lý đám người Ngọc Kinh." Đột nhiên hư không rung mạnh, một mảnh thiên địa lồng lộng chở mấy ngàn vạn đại quân đụng phá các tầng cấm chế thần mẫu đạo quân bày ra, lao vào bí cảnh, ghim xéo vào màn trời. Cảnh tượng đó vô cùng rung động, rất khó tưởng tượng ai có lực lượng vĩ đại như thế. Quỷ bà Thiên chỉ dùng lực lượng thiên địa chuyển vận thiên địa này, bản thân quỷ bà Thiên không ra sức gì, có muốn cũng không làm được. Đây là chỗ khủng bố của cường giả thần toán, dùng lực lượng bươm bướm vỗ cánh dấy lên báo tố cuồng phong thổi quét trăm vạn dặm. Ánh mắt Ma Kha Thiên Quân nhìn quỷ bà Thiên, quỷ bà bà cũng nhìn lại gã. Bà lão này mắt mơ màng, thế nhưng đột nhiên mắt bắn ra tia sáng kinh người. Quỷ bà Thiên cười khục khục nói: "Tiểu tử,
tính toán thật gian manh. Ma Kha Thiên Quân cũng mỉm cười, vạt áo bay phần phật. Ma Kha Thiên Quân cao giọng nói: Thần mẫu, hãy để cho ta xem ngươi có bao nhiêu lực lượng đi.